bởi vì cái chạy mới dính cái cọng dây à, dính nguyên cái khúc đất sét luôn. Sáu đục cá này thứ làm sao nha, ghe qua luôn á, lặn qua mà. Bè đi gấu gì vậy? Trời, gấu xưa, gấu xưa. Cái này đem cái gì vậy? Nó bóp vô chỗ đầu chỗ ghẻ ra. Nam ơi. Mày con. Ủa cái này như cái gì? Nguyên gốc tre chứ bạn. Lấy về chân được nè chứ bạn. Thiệt bổ. Nguyên gốc tre luôn á. Giống hệt cái đùm nho phải không? Nhưng mà này là cái trứng của con mực nang hay gì nè? Dạ. Ờ đúng rồi. Này là trứng của con mực nang nha. Nhìn cái đùm nho luôn nè. Wow, cái nhám siêu to luôn. Cái nhám này giờ dữ lắm, tới luôn. Bắt buộc phải giờ phải chia cái này rồi. Cái này cái gì đây? Hai cái nhám của con à. Có hai cái nhám con này không em? Đó, con giết của con anh, con đó kìa. Thôi con nó quay đó. Đây nhỉ. Thả cho nó về biển đi. Đây là cá nhám kìa. Ừ, lội đi con, gắn lội đi. Gần tới biển rồi đó. Gắn lội lên, cứu lên, tới biển rồi. Biển không có nước này nè, nè nè. Quay, ừ, lội. Trời già quá bạn ơi, bị biển 5 tháng trôi qua tôi đã già không hay. Sáng giờ lấy dây câu quay rồi làm tới giờ này luôn, chưa ăn cơm nữa. Đã là bữa cào thẳng dây rồi mấy anh em sẽ ăn cơm rồi làm tiếp tục nữa. Nhưng mà cái ngày vô thì cái công chuyện rất là nhiều. Đây, cái dàn dây của cào lết chung dàn dây rất là nhiều luôn anh. Sẽ dễ chân dàn dây luôn. Tôm kho cả nhà. Tôm kho cải đuôi cải mặn. Nói chung là cái đống cá vẫn còn nằm ở đó, nhưng mà anh em tại sáng giờ chưa ăn cơm nên phải ăn cơm xong rồi mình rửa cá tiếp tục nha. Tại cũng còn rất là nhiều. Đó, đống cá nằm đó mà anh em bánh ăn cơm. Bây giờ là phải ăn thôi. Lắm. Đó. 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 Đó.
sẵn cây lan và cặp bao tay huyền thoại, bao tay sát thủ. Trời, cái tô mì nó là giống luôn nè. Ăn xong
lắm không? Anh ta về kìa. Lùng cá này nữa là mình vô đảo mình bán cá về nhà luôn nha mấy ơi. Đi đi. Thử rồi sao? Quá thế à. Cũng rồi sao? Mèn quá. Có mực rồi nha. Thử rồi sao? Quất. Ông ơi, quất em ơi. Cá ngừ rồi nha ơi. Cá ngừ siêu to luôn nha. Wow. Liên tục cá ngừ chập bá lửa. Thấy làm cá ngừ đâu? Căng không? Cái gì? Cá ngừ đổ lắm đá để xịt ghe lứ cho thuyền trưởng về ăn Tết nè. Quá trời, con cá này cho bả lửa luôn. Kiếm dây lộn đi chứ, con không có dây đâu. Thôi giờ muối hầm đi. Được. Bây giờ hầm cua, cua ba muối không luôn. Mất dây mà mua chưa ngoài. Ôi ơi. Quá cả.
kiện mới được, phải không kiện rồi gọi luôn đó. Lấy cái lồng móng kìa nha, lồng móng cầu bay lấy bên chiếc tàu tải hôm bữa mới kích về qua đây để mình gác vô cái hàm cầu bay này nha. Nãy giờ thì cũng cẩu mấy cái miệng cào mà kiểu như đây mình về mình sửa rồi đó, qua bên chiếc tàu đực hết trơn rồi. Giờ chuẩn bị bán cá nha, đây xuống anh em bán cá luôn. Nói chung là công chuyện tới công chuyện luôn nha cả nhà, để em xuống dưới em ghi sổ nha. Bán cá sô, cá phân về mình cho công ty xây cá bột. 4 giờ rưỡi sáng tới giờ. 4 giờ rưỡi sáng tới giờ. Gần 24 tiếng rồi. Chưa ai ghi chưa, cắn gì cắn ghia luôn hả? Chưa. Không nói tiêu vậy. Từ nhỏ à. Yeah, cái lò này không yên rồi. Bít mặt căng nha nhá. Hello, xin chào cả nhà đã quay trở lại với kênh anh Nghiệp Phủ nha. Hiện tại thì mấy anh em đã về tới đất liền nha cả nhà. Giờ đang chuẩn bị chỉnh sổ rồi mình qua bên chiếc tàu đực để mình kéo cào lên trên bờ nha. Đây. Đây đang ở bên chiếc tàu đực nha. Kiên Giang nha cả nhà. Em thì ở dưới An Minh Kiên Giang. Còn ghe thì đang đậu ở trên Tắc Cậu nha. Ai biết ở Tắc Cậu bến cảng Tắc Cậu Kiên Giang thì sẽ biết. Đây là cái trạm kinh dài. Đó. Dùng này về trong tới bờ thì cái không khí nó rất là ok. Đây là những cái miệng cào với dây cậu mình phải kéo lên trên bờ để cho ta sửa đồ lại nghe cả nhà. Đây. Đây là chiếc tàu cái nha. Tàu cái thì chạy lại gần mà xưởng cá phân nha. Còn mấy anh em thì kéo lại chỗ mới là làm cào là chỗ hãng đá. Đó, ghe vô thì mình sẽ chiếc tàu cá sẽ chạy lại trong hãng cá phân để mà bán cho công ty nhà máy xe bột cá. Quá chừng vô nha, vô nguyên cái vàng dừa luôn rồi. Quá trời hàng dừa. Đúng là dừa Tắc Cậu luôn nha. Dừa Tắc Cậu. Khóm Tắc Cậu, dừa Tắc Cậu là kiểu đặc sản ở Tắc Cậu là dừa với khóm á. Dừa, với dừa nước. Em sao dừa này không được ngay ha, nó cong cong ha. Ở cái này cái đường gì mày? Đường kinh cột. Phải không? Phải không trời? Kinh cột có được cái đường gì? Có còn lâu nghe trời, phải không mày? Ok. À. Biết hoài mà. Tôi cũng biết nữa cả nhà. Kinh cột. Không có nhà, ít có nhà nữa mà. Đây không có nhà, còn người trồng dừa. Người ta trồng khóm ở trên đó đó, người ta đào bờ một cái lạnh. Ồ, dừa trái kinh khủng luôn kìa. Khóm ở trong đó không? Thì một cái bờ dừa đó thì người ta trồng khóm. Ở chính giữa thì nó có nước để tát. Đó, dưới ta trồng dừa nhỏ lên nhóc trơn kìa. Ừ. Tôi đảo rồi, dừa kìa. Quê hương hoàng ở đây mà. Ôi trời, quê tao mà. Ở đây là
kiểu như cái quê em trên đây nha, quê nội em trên đây làm ăn phá sản nên phải bán đất về đi xin nhậu. Đi chuối kìa. Cái này cái bằng nè, nói chung là bằng rất là nhiều luôn. Cái này mà lúc này còn nhỏ chơi nhà chòi đá luôn trời. Vừa này mà chơi nhà chòi á, cái mình lợp như nè với chuối luôn nè. Chuối lấy nãy chuối xanh nè, chặn bụng á. Tục lao. Lấy vừa chơi gà chứ vậy. Không, lấy vừa chơi gà chứ. 400 cây nữa là ra tới sông lớn nha cả nhà. Wow, 400 cây vậy, 400 mét ông nội ơi. Xà 400 cây. Đấy Bình Dương quá à. Tới Bình Dương luôn á. 400 mét kìa, em thấy em sơ đi. Kìa, tới sông lớn rồi kìa. Ôi trời trời trời, vừa cháy kìa. Ôi, nhà lý tưởng luôn ha. Có cái cầu cái ra ngoài đó ngồi ngắm gió, thứ gì chưa nổi. Trời ơi. Thứ gì chưa nổi. Phong cảnh rất là hữu tình luôn nha. Chú ba nãy giờ ngủ chẳng có gì nào. Chú ba hết vui luôn, chú ba đang ngại nói chuyện, chú ba ra cái nói chuyện hết được luôn rồi. Ôi nghe mùi gì thơm vậy? Chuối nướng. Nghe mùi thơm vậy? Chuối nướng. Phải chuối nướng không? Chuối nướng. Ôi trời. Chuối nướng. Quá trời khói rồi cả. Nướng chuối khói gì vậy? Chuối nướng. Lao chiếc nào nẹt á ông nội à, lên khói á. Ở đây có một cái bánh phà nữa nha cả nhà. Về quá trời luôn rồi. Về lại mới lấy mũi lại được sao móc. Ủa nhà lên khói vừa cả. Kệ nhà lên khói vừa cả. Nhà lên khói ông nội ơi. Ông rượu đó ông nội. Mình nấu hèm á. Nấu hèm ba ơi. Trời ơi nó cơm. Nhìn trâu rồi. Mày lỡ giống mày coi ơi, mày lỡ giống mày hỏi ơi. Nấu trâu rồi thử nấu hèm ba ơi. Nấu hèm á. Khoan. Ở dữ không à? Lúc nãy là cháu đâu được cái gì trời? Không được, lấy cái mùi của chị đấy rồi. Cháu còn sao? Trời ơi, trời ơi. Than à. Sao được vậy? Tôi nấu hèm mới chịu à. Tôi nói hèm đó. Nấu hèm, ông nội tao ăn. Nấu hèm, tao mới ông ra ngủ được. Ăn ngủ. Cháu nấu làm gì? Chặt ngủ cái hèm. Tôi ơi, cái gì? Má nó biết cái này. Má mẹ gì? Chặt ngủ cái hèm. Khoa này nha. Ở bên ngoài này chạy xuống dưới là xuống dưới Kha Lu qua cầu Kha Lu rồi. Cái bị ai đập rồi. Gì khác mọi ơi. Ghe bị hư máy gì vậy? Đây, mình đã chuẩn bị vô tới trong cảng cá tắc cậu rồi nè. Quá ghẻ rồi, ghẻ giận tết quá trời nhiều rồi cả nhà ơi. Thấy gì chứ, ghẻ đậu sạch sạch với qua tết đậu luôn á. Thấy chạy sạch sạch chứ qua tết đậu luôn á. Không, thấy vậy chứ không có cào đâu cả nhà, qua tết mới chạy nữa. Nói chung là ở Kiên Giang đặc sản ở Kiên Giang là ghe hầu đôi á. Chim bay kìa. Quả chim ơi. Đi chim kìa. Trời ơi. Con cọc con mỏi. Trời ơi, sao có nó con cò. Cái con cọc. Cái con giống của quan kìa. Ờ trong đó có cái vườn nuôi con cọc cọc á. 200 m tới đâu vậy? Chạm gì? 2 3 tàu kiên trụ là gì trời? 2500 m ông nội ơi. Được tới đâu? Quá ghê rồi, quá ghê rồi. Ê, sao ra ngoài mình không gặp nhau chứ nha? Đi đâu hết trơn à? Này bị chiếc cừ bị cặp công an bắt kẹp hai người hai bên. Chiếc tàu này hình như bị hư máy vậy cả nhà. Hư máy rồi bà ơi. Chị ghe đó rồi gói. Nghe tao cho quá. Chị ơi. Ơi ghe giống chị tính quá vậy ta. Phải không? Nè. Hai quá chị ghe cả nhà. Nói chung ở tắc cậu là đặc sản là ghe. Đúng chân luôn đó. Đủ màu luôn. Quá ghe nè. Quá biết bao nhiêu tài công trời. Tài công nào không biết vô lính đó. Đâu đâu lính tài công. Chú bà không có lính chứ nói gì tài công. Lính nào mà gom cái đồ kia đi đủ quá chứ. Thôi cái này mà ghe đậu hết trơn mấy mình lập công ty chắc công ty cũng bộn lắm mà. Bây giờ mỗi đồng là một cặp 20 cừ đó tính đi 10 ngàn cặp là bao nhiêu người? Thôi 10 người thôi. 20 người nhiều lắm. 10 người được rồi. Wow, một cặp 10 người giống nổi. Cặp 20 cừ chứ. Cặp là mỗi đồng 15 người là chắc cũng
tiền đó ba ơi. Mà nói chung là dàn gia đình là phải có chủ, là phải có ghe này nè. Đi chợ lúa. Các bạn nè, 24 nè, chứ 24 nè. Có hơn 24 ông cậu gặp được đúng không? Ừ, ông ấy đó, ông Phùng Sối. Phùng Sối. Ông vô sớm chưa ta? Thì ban. Thì ban nãy giờ đẳng ngồi cặp ở đây, mấy gặp ở đây, mấy gặp nó chạy. Thôi thấy quen quen ta. Cảng ba ơi. Vậy. Vô trong hòn á, ngày nào cũng thấy. Vừa ở mình ở ngoài biển nhậu với ông đó trời. Phải. Không mà vô hòn mình làm cũng tình nó đậu cặp bên mình nó tán đạt ý là nói vừa cái đợt kia nó kìa đợt tao bị qua bên chiếc đợt á em chịu hòn à đâu trời ơi mày chèo tới sáng chưa tới nữa quá ghê rồi tao về không ai với ghe chân hai dễ chân ha đặc sản của Kiên Giang nha nhở đặc sản của Kiên Giang là ghe cầu đôi ăn được không hôm nay anh em mình phải kéo kinh luôn cả nhà trời đang mưa luôn nha có lẽ là ông trời rất là thương với anh em mình đang làm có ông trời ông mưa lên một cái rất là mát luôn nha đây ấy da sao vậy quá mưa bên em mình làm rồi bữa nay mình làm là không cởi về mưa bây giờ ông bờ biển dầm mưa vô trong bờ cũng dầm mưa nữa đúng chuyện luôn ông bờ biển làm 24 tiếng hồ về nhà làm nó 32 tiếng hồ đó quay chú bạn à. 56 tiếng hồ rồi qua đây nè mấy anh em ơi về dài đi dài xíu đi mới đủ về dài mới đủ dạ. Đầu phải là đùa. Tới anh chị luôn. Chết rồi. Ơ chết nhỏ rồi, chết nhỏ rồi. Ôi trời. Trời. Hello cả nhà. Bây giờ thì mấy anh em đã kéo cầu với kéo dây rồi xong công việc hết trơn nha. Giờ mình đợi sáng mai chủ ghe ra mình ghi cá để mình đi về nha các nhà. Giờ này vẫn chưa về được nữa. Giờ này đậu này cũng khá là muối nha. Đang ở hãng cá phân Minh Tâm. Chưa nha. Ghi cá về cả nhà ơi. Chung thì Tết về mấy em ghi rất là nhiều. Tuột luôn mà trời ơi.
ký 300. Còn 700. Chạy lên đây nè, phải ông ra ôm cho số. Ba. Ôm sáng cho số vậy. Bên đây. Bỏ nè. 1 triệu. Lấy gì heo? Lấy nhiều cái kia bữa chạy ra ngàn đi. Con. Về nhà thôi bạn ơi. Anh em về nhà ăn Tết nha. Nhà ăn Tết là mua đồ ngủ sẵn đây là ngủ. Cái vỏ này nó mực khô nữa nha. Rồi xuống dậy luôn nè. Ai mới dậy? Đây giác mà dậy chơi. Nay quay vô nhà biết mặt chú ghe nha. Về nhà luôn nha. Đi nhà hỏi chú ghe. Ghe đó. Chú ghe đây. Gì ba? Thôi gặp tiếp đi ông luôn. Kiều thôi kiều biển rồi vậy. Thôi gặp tiếp dữ vậy. Bỏ tay hả? Nghe nhiều bờ nha. Tôi hẹn lên như đông rồi tính gạo ơi. Nào lắm hả? Tại vì tôi ngồi sao uống nước ông lại ông đang giờ ông hỏi. Bánh mì kem nha. Wow. Sáng thịt thà nhậu nổi ăn mì kem này đỡ đi. Đây không đủ mấy anh em nha, mấy anh em kia cứ về xe bớt rồi. Mở cái nhà vô, ai vô cái nhà ơi. Đưa đâu hả? Đưa rồi. Nguyên giả đợi này mà. Nguyên như cái giá là chỉ là tối đi giá. Về mà còn gặp trời mưa nữa nha cả nhà. Cả nhà thấy không? Cái cảnh nào ăn nhậu mà trời mưa kiểu này nè cả nhà. Mà chồng cao su ăn nhậu mà kiểu này cả nhà giờ thấy ông nó đi biển rồi nè, ăn sống sướng đi mà về khổ rồi cả nhà, mưa gió từ lưa hết trơn. Bây giờ mình mời cả nhà giờ dùng miếng ngủ trời mưa nha, chồng cao su về tới nhà ngồi mưa nữa đã quá cả nhà. Bây giờ xin mời cả nhà nha. Bữa nay thì lu bu quá không có được cái ly uống mà chén chứ chén uống mới đã, chén nó nhiều á chứ cái ly nó nhỏ quá. Trong kia à. Đây là tới nhà của Khai Giác nha cả nhà. Hôm nào em sẽ vô nhà Khai Giác một bữa. Quả trời cái xài rồi. Rồi, Khai Giác về tới nhà. Về tới nhà, không về tới nhà. Bỏ ra cả nhà ơi. Về gặp mấy ơi. Về tới vô, làm ở đây.
Còn nhà của Dương Ba với nhà Thái Ngọc với nhà của Lý Tình Đèo thấy trên ruộng nè. Sửa sạn cả nhà sửa động. Cái mày nói Lý làm đèo ở nhà anh ruộng vậy bây giờ cái quay nhà đó mẹ đi. Nó nhà đèo đó ai biết. Lâu. Đúng rồi. Ê ngã tư nè. Quay mẹ đi. Thấy lâu bảo vệ ruộng cây số đó cả nhà ơi. Đây là cái cống ngăn mặn nha cả nhà, cái cống ngăn mặn xẻo nhào. Ở đây Thái Ngọc với anh Lý Tầm Đèo ghé đây đang có đò rước lên trên ruộng nữa nha. Chứ không có vỏ cái bự này không phải dậy tới trên ruộng được. Cái đinh kìa. Đinh. Cái đinh nó móc. Cá rồi. Rồi ổng chân rồi. Cá mà không quen. Rồi bên vào tới Trung Nam sẽ sẵn cô chuyên chị. Bọc cá lên trên đầu đây. Đấy. Cái ông chạy vô cầm dài. Đây. Lao. Rồi rồi. Bến nhà bà cô có cậu bắn ra đó đậu trên ghe đó. Mẹ nước đá không nổi. Trời ơi. Ai nước không? Nước. Nước không mong nổi ơi. Rồi. Rồi giờ tới bến nhà cô Nam. Cha cô Nam là tài cãi nên giờ đang ở trên ghe nha, chưa có về nên cô Nam về nè. Chớ lại nói không chạy. Trời ơi. Ô lên. Ông mày mừng con trai với chạy mẹ đâu mừng con trai vậy? Vậy? Bọc ra đi rồi đó. Cắt từ từ đi. Chết luôn. Rồi cuối cùng cũng đã đến nhà nha cả nhà. Ở nhà em ơi. Nhà với thuyền trưởng kế bên này. Chung mà cá chia về cũng như làm cá chả đó nha. Nói đồ không nhiều luôn nha. Chạy xuống mượn ngoại luôn kìa. Quá trời mượn ngoại rồi. Mượn ngoại kìa. Cái cậu tài xuống kinh đồ tiếp ơi. Trời. Cuối cùng cũng đã về đến nhà cả nhà. Chung rồi về tới nhà rất là khỏe trong người luôn. Biển mệt quá. Sông gió không gầy. Chúc cái nhà bữa trưa vui vẻ nghe. Chúc năm mới vui vẻ nha. Nấu gì ăn cơm hả? Đây chị Minh vậy nè. Ai biết đâu vậy coi. Chị Minh sắp sinh em bé nên ở bên đây nha. Mẹ có canh này dọn ăn đi. Cá cô, canh cải, cá lóc, kho tiêu. Bốn người ăn, có mực không pha luộc hồi trơn bộ ha. Mực với ốc đó hả? Ốc không? Ốc đó. Quay ốc đó. Thấy không? Có mực ống không? Có mực ống trứng. Cơm ở nhà. Mấy cơm xong. Mẹ xoàn khô u của tủ lạnh. Một cái mực lá. Mực lá thì gì ăn nó ngọt á. Ăn thịt nó ngọt hơn mực ống. Cho thắng đem gì bánh ít khô này đi. Khô cái cày vậy nha. Ăn như chờ lại. Khô này mình chiên người với mình cái bánh me ăn ngon. Chưa ăn mà chưa biết. Thì khô cá đồ đù. Kiểu như làm để tết ăn. Cái này không có làm bán nha, cái này chỉ làm ăn thôi. Chỉ có bán khô mực thôi. Vậy đó, con bé tôi riêu ra đó. Con sắp lửa cho bọt nè, hồi cho mày ít về bánh như con mặn. Quá trời đầu buồn sụt rồi. Tắm đi hớt tóc cái nhà. Hớt tóc đi cho nó gọn gàng, nó mát mẻ nha. Quá trời. Nội. Hai người vui được triệu quá vậy. 700. Nói chung là cái này kiểu như ai mượn trước thì hết nha, còn không có mượn thì mình dư. Vô rồi. Không có làm răng không ăn được. Quá. Rồi.
Vô chú ơi. Vô. Trời nãy giờ vẫn còn nhiều nha cả nhà ăn alo cho mình nha. Đây. Cá này nhiêu ký bên hiếu? 5 ký mấy 6 ký gì. Cá rất là to nha. Nè, cả nhà nhìn thấy cái bàn tay của em nè. Cái đầu của bàn tay đó. Này nuôi đìa hả? Cá này mình nuôi cái đìa nuôi rửa chén nha chứ không phải là nuôi nuôi cầu nha. Quá chừng cá rồi. Nó to luôn thấy không? Giờ thì có em với Minh Hiếu à. Nói chung thì với còn một món em qua em có mua mấy cái đuôi chăn đó nha. Tại vì cái thèm cái đuôi chăn để mình xào lăn. Mua hôm qua tới giờ còn đông đá này nè. Đây. Đuôi hơn nha. Tại vì con chăn ăn ngon nhất là cái đuôi á. Qua giờ em bỏ tủ đông con này nè. Giờ mình xả ra rồi mình làm. Để chờ mấy anh em lại rồi mình điện đăng nghỉ anh em nữa. Ủa chứ anh em về nhà là không có thời gian rảnh. Đây. Đây đuôi chăn nha. Trăm rưỡi. Trăm rưỡi rồi. Ừ. Nha. Đuôi gì nhỏ nhỏ gì nè. Bán rất là nhiều đuôi luôn nha. Trong đây rất là nhiều đuôi luôn nè. Hôm qua bán con nhiều làm gom hết trơn luôn đó nha. Cái này ăn có cái này. Ơ cái này nó cái dãy này nó hơi mặn không? Chụm muối soi hả? Chụm chứ. Phải không? Chụm cạo phải không? Đuôi chân này chắc cũng nhỏ ha. Thôi bây giờ em sẽ làm cá trước. Tại vì nhà em giờ không có ai chứ. Mẹ em rồi thì đi đưa em gái của em đi sinh này cả nhà. Nên nhà em còn em với cha. Nên có lẽ là không có làm có nhiều món cầu kỳ được. Nó làm ít món rồi chung vui với mấy anh em thôi. Đây cắt sẵn hết trơn rồi. Tí nữa ăn cơm xong rồi sẽ làm món ăn như thế nào. Chân thì sẽ xào lăn. Cá thì cá nãy thì cũng đã làm xong hết trơn rồi, bỏ trong cái loại sẵn rồi. Tí nữa thì nấu nước lẩu mắm sẵn rồi mình khi nào ăn rồi đem ra mình trụng mình ăn cái này. Sáng nhà thì có em với cha ăn thôi. Mình Hiếu thì đang ngồi đó làm cá xong rồi ngồi đó rồi kêu ăn cơm. Nó ăn sáng rồi. Hiếu ghê quá. Sáng ăn sáng uống cà phê rồi chứ này. Cơm môi trường với thành phố. Cơm đậm bạc. Cà phê. Đây là cà phê nha. Đây trong vuông của em nha em. Nói chung là cá là toàn ở vuông mình văng lên, không có tốn tiền luôn á. Thịt khóm nha. Ăn no trước thì tính sao. Hello cả nhà. Nãy giờ thì đi mua đồ này về đủ chân cái vậy. Mới tắm xong. Một xíu nữa chuẩn bị bên em qua lệnh chia tiền nữa. Mà không biết chia tiền vậy thôi chứ không biết anh em còn dư tiền không nha. Tại vì mình cũng ứng tiền trước hết trơn nè. Không biết chia được bao nhiêu nữa nha. Xíu nữa thì em sẽ quay về nhà xem đi mấy tháng người ta. Tôi sao à? Khoảng tầm 7-8 tháng gì đó. Để xíu nữa thì chia được bao nhiêu thì em cũng không biết nữa nha. Để khi nào chia xong rồi em sẽ quay về nhà xem. Giờ chuẩn bị làm mồi sẵn. Tí nữa mấy anh em gom để chia tiền xong rồi nhập tiệc luôn nha. Đây, chăn nè, sầu lăn. Đang ướp gia vị nè. Đây là nước cốt dừa nha. Giờ bữa nay nhà em không có ai chứ, có Minh Hiếu với Khai Giác lại làm tiếp mồi. Minh Hiếu đang bầm xả nè. Còn mình Hiếu ơi. Anh nấu bằng mắm cá linh nữa nha. Bây giờ bỏ vô đây cho nó gục xương, cái mình chắc nước ra. Toàn mấy anh em đảm đang không em nha. Ai cũng biết làm mồi chứ. Em nào có làm biến nấu cơm nấu nước gì đó thì rước anh Hiếu về. Chứ rước alo cho anh Hiếu nha. Chị Minh Hiếu. Em nào mà có làm biến mà nấu cơm rồi đó. Minh Hiếu về lo hết. Minh Hiếu lo từ A đến Z luôn à. Nhưng mà tiền phải mua nha. Còn em nào mà không có gạo rước anh Khai Giác. Làm gì?
rau mà cho ăn. Quá thơm rồi. Nè ăn cơm với nhậu nhạc gì trời. Ủa đâu có ăn mắm được đâu. Dạ. Nói gì là đỡ tốt rồi. À là bạn làm mắm vui lắm mà. Tôi bị đau dạ dày đâu ăn mắm được đâu. Dạ. Nói sớm. Làm nhiều hơn chút nữa. Chỉ chân bắn tôi ăn cũng không được nữa. À vậy đâu ở đây rồi hiểu tao ăn gì đâu ha. Bởi vậy. Đỡ tốn gì chạy. Đó bây giờ tự nhiên mà đem cho mày đút luôn, đút cho nhà nổi. Làm mồi thôi cả nhà. Đây làm lỗ mắm nha. Đẩy. Lỗ mắm đẩy chú ba không được chứ khi chơi đâu đẩy được. Ừ rồi. Rồi nhớ đó về chứ nhà không chơi vậy có chú ba không. Đây. Đó. Để cho này nó nóng nóng rồi các em đổ nước dừa vô nó nha. Nấu bằng nước dừa. Đây chú ba đây, về bờ chú ba thấy đẹp trai lên. Chào cả nhà. Ủa về bờ quá trời đẹp trai ta. Không, trời lúc nào cũng vậy tới cả nhà ơi. Về bờ quá đẹp trai ra. Đây nước dừa. Hết này luôn không ta? Chừa lấy hết không? Đâu có lại gì đâu. Quá nhiều. Khỏi đổ nước vô. Đổ lại. Này rắn hả? Có đổ nước đâu? Đây. Chơi nguyên chất luôn nha, nước dừa nha. Quá rồi, thầu căng thầu lặng rồi tới luôn. Ôi. Bữa nay cái tao không về quá. Hết luôn rồi. Nhậu tới bến mới về chứ về chứ bà. Trời trời. Quá đặng mới đợi tao chết luôn. Được rồi. Chưa lại ăn chơi. Đổ lượng mắm đó, đổ lượng mắm đó. À. Bây giờ đợi cho nó sôi lên nha rồi em mới nêm nếm. Nói chung là không biết nêm nếm như thế nào nữa. Thầy giác rồi bây. Đậu phộng nè. Rồi tương hột để mình làm nước chấm, phần nước chấm của nó. Chung là anh Minh Hiếu anh bầm xã mà anh bày hay quá chừng cả nhà. Chơi kỳ gì Minh Hiếu? Quá bày hay gì Minh Hiếu? Mình là thanh niên con trai mà mình đâu có gọn gàng được, mình chỉ làm ăn ngon thôi à. Xong đi dẹp lại, nói chung bữa nay nhà không có ai chứ. Gì vừa hơn nha. Được rồi. Gì vừa trời. Chưa lấy cái xào nó chi ông. Rồi. Xào hết. Có gì được rồi. Ngon không trời, biết làm trời, biết nhâm nếu không ông? Trời trời, nó nấu cái gì á. Ở nhà nó nuôi bằng mấy con chó mà. Sao như vậy? Nuôi chó. Con nước lẩu chắc đã xong rồi. Nói chung là mắm đã ốp sẵn rồi cả nhà. Cũng như ốp gia vị sẵn hay sao. Cái đổ nước dừa vô mắm, mắm mặn mà thêm nước dừa nó ngọt nữa là nó vừa ăn luôn rồi. Nãy giờ có nêm thêm một muỗng hạt nêm nữa với ít đường nữa, nói chung là cũng vừa ăn này. Ok đó, chung là xong cái nồi lẩu mắm đó. Giờ mình tí mần món chăn sầu lăn này, làm đầu bếp chính luôn nha. Dễ bỏ bớt xem như chăn như nhỏ nè. Trước tiên mình làm món sầu lăn thì mình phải thử một tỏi trước. Thử cho tỏi nó vàng nha. Tỏi sao chém lên đi. Có mấy khúc xả nữa mới được chơi. Như có mấy khúc xả nữa. Có xả khúc không? Còn cái đuôi gì kìa, còn mấy mà phải rõ nước dừa vô thêm rồi. Cái này cho nó săn lại cái đây rồi đổ nước dừa vô. Chả không có nắp vậy. Nãy hết nước dừa luôn rồi, mới đổ nước cho xong. Đổ khi nào mà cho nó mềm xuống này cái mình bỏ thêm nước cốt dừa vô nữa là ok. Chung là làm khá là nhanh gọn lẹ nha. Mày hơi lạc. Đây nó chưa đậm đặc. Đây cả nhà. Nãy giờ đi bển mấy anh em tính sổ về tiền chi của năm nha. Đã xong rồi nè. Bây giờ mấy anh em đã xong cái phần chi tiền của năm, nói chung không có dư nhiều cả nhà. Mình đi mấy tháng trời. Không nhớ 7 tháng rồi ta.
lý là 7 tháng có đó. 7 tháng mấy á? Thì 7 tháng mấy cả nhà? Mà em thì em chia được 47 triệu mấy đó. Hiện tháng nó có nhiêu trời? Tháng không được 8 triệu nữa. Có không? Tại vì kiểu như cá mực bây giờ cũng ít lắm nha. Với lại giá dầu quá thì cao nên không có dư nhiều nha. Nên anh em kiểu như là có người ứng tiền trước rồi hết đó. Nên bây giờ chia tiền thì nó không còn dư. Có người thì có thể âm lại luôn nha. Âm lại thì nếu anh em có đi nữa thì mình chủ ghe sẽ cho mình ứng tiền nữa. Ứng một người 20-30 triệu gì đó. Rồi mình tiếp tục mình đi hoài vậy đó. Thì rút hoài đó. Chứ không biết sao luôn. Hôm nay có ăn tết lớn cả nhà ơi. Mình nhậu bia. Dạ, chạy đắng ghê, đem bia chạy đắng ghê. Thằng hôm nay nó láo lắm cả nhà. Chứ bắt đầu nó dò nó có khai nó giác đâu. Khai nó giác năm nay là thiếu loại. Không cho mặt luôn hả? Nam, con Nam thì nó dư ba mấy triệu, nó đâu có nhìn mặt đâu. Bữa nay nhậu mà chia tay với anh em mấy người thiếu nợ, ai đi ai nghỉ rồi á. Mình thì chắc nghỉ không được rồi, tại vì cũng nặng quá nhiều rồi. Giá này thiếu là nhiêu ta? 6 triệu mấy. 6 triệu mấy hả? Đừng nói tôi giống nha. Không ít nữa. Mình thiếu này thiếu nhiêu ta? Không thiếu đâu, 2 mấy triệu. Thôi mình đi ngay cút này nhờ cút kia đắp qua đó không thôi lượng chuyến này không có tiền kia luôn thiệt luôn á. Mấy tháng bán 3 tháng này là không có dư, không có lời. Bán sao cũng lời, có 3 tháng trước mình quá trời vô mà bán sao. Chung vậy cũng được rồi, đi ghe ăn ba cái đồ người ta nghe. Ba ai nhiệt tình cái bún này ra vậy? Hả? Thấy cái lỗ như này nói chung là đang đợi mấy anh em kia qua nữa, mấy anh em kia đang ứng tiền xong rồi qua tập trung anh em nhậu một làm một tiệc cuối năm với anh. Chung bây giờ mấy anh em cũng không ai vui nữa, đang buồn. Giờ mấy anh em qua cũng chưa đông đủ gì mấy nha, cũng xuyên sơn anh em vô một cái vô nhà vui cỏ đây. Vô. Rồi. Nói chung là chia tiền anh em là cũng anh em nào cũng dư không dư ít cũng dư nhiều. Chia tiền quá anh em dư được cùng bia đó. Rồi. Trời ơi lạ trời. Say lắm rồi. Say lắm rồi á. Say cái gì rồi? Không giờ mà. Rồi rồi. Dư ba mấy láo. Dư quá. Đã nói mày bớt láo đi mày sống qua khỏi đêm nay. Chăng á, đuôi chăng á, đuôi chăng sờ lắng á. Thử coi mềm không? Thằng giác đâu đâu có thưởng hả? Chứ còn dai quá. Dai rồi. Cú không đủ cú chưa thưởng. Vô nhậu Nam ơi. Quà đủ cú không ra? Mà Tết chứ. Đủ cú không? Em đi đổi 16, 55 á. Sao hả? Lấy tiền thưởng chưa? Quên thưởng quá. Đi đâu có đủ năm đâu mà tiền thưởng đi có 7 tháng, 8 tháng tiền thưởng gì. Ông đi có nửa năm mà. Đi có nửa năm. Thưởng cho mặt ông. Tiếp theo nào. Sao ta đi nửa năm thưởng ta? Để luôn cái nhà. Nay nãy giờ mấy anh em hôm qua cũng gần đông đủ hết trơn nha. Thì có tài hồ qua nè. Thuyền trưởng đang tắm. Mượn cát rồi thử không phải không? Vô. Dư gì cũng bán vậy. Vô. Dư nữa, dư tí nữa. Vô. Cả anh em nha. Vô. À. Dư 5 triệu là nhiêu? Bốn triệu bảy năm chục không ạ? Bốn triệu bảy năm chục. Quên coi ba mấy điểm vô ngoài anh. Nãy con có coi nhưng ba mấy điểm. Nãy con cũng không có để ý nữa. Không, 8 điểm nữa. 8 mày. Cái gì? Gọi ra 10 điểm 2 mà 8 điểm luôn mẹ sụt dữ thì sao? Xin lỗi cái gì? Ăn cái sao? Bún rồi đi. Thảo này chung chung quá. No bụng rồi đi. Chứ bự lãng quậy chứ bự vô đi chạy. Đi đâu nữa? À. Trời ơi. Chuyện quá bây giờ chú ba vẫn trò chuyện với chủ ghe vẫn. Chơi với chắc lớn không nghe cả nhà. Chủ ghe tài công đâu mà. Bởi vì mình thiếu não quá nhiều. Rồi vô nè, vô cái này tổng chào đấy nè. Tổng chắc rồi đó rồi. Vô. 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 Vô.
không biết cho trắng rồi. Cá luôn rồi. Rồi. Cái này chết luôn rồi. Nói chung là khi đông đông nên nói chuyện nghe cũng không có rõ nên mong cả nhà thông cảm nha. Bữa nay quá đông nè. Bữa nay có nhiêu gom hết trơn rồi cả nhà. Còn thiếu vài người à. Ba lại nhiêu chú ba? Dạ. Nấu kem ơi. Kỳ vậy. Ba. Nhiêu nhiêu? Hả? Được luôn. Như 26 triệu 200 hay gì? Trời ơi. 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 Vô anh Tư ơi. Còn bên đây nè. Vô sao ơi. Vô chú ơi. Vô. Trời nãy giờ vui. Một cái tao ướt mà mè không dư. À. Chú chắc cũng hơi màu mỏi rồi đó. Thôi giờ xin cả nhà uống ly bia. Cho nó vui tất cả trong cái nhà của Hùng Anh. Là bữa nay chưa tiền gom lại nhậu. Nói vậy được rồi bự ơi, nói chưa được rồi. Chưa chưa chạy. Mà nói dài quá không có ai. Đây. Để cho nó hết đi. Vậy. Chưa chứ. Nghỉ chạy. Nghỉ là chạy. Ở lại rồi tài xế mà. Trời ơi. Trời đủ không? Chết luôn rồi. Mày về đi hả? Vô. Xe nào nhút lại nha, ta ngồi mà chặn hai chạy. Okay, okay. Chưa chưa? Không. Bữa nào là, nói chung là bữa nào lên nhà chú ba làm video một bữa, thăm nhà chú ba một bữa. Chưa biết nhà. Để đi mà. Tự sao vẫn hoài quên hết rồi. Mà lần dài ra đi là hút cho nhà chí nữa. Mỹ bây giờ chú ba nhà cũng xa nha, nên giờ phải về trước nha. Giờ hôm nào đi rồi em sẽ lên nhà chú ba quay chỗ nhà xem biết được cái nhà chú ba như thế nào nha. Cũng về nhà cũng lu bu công chuyện cũng nhiều lắm. Đào lên cái phà ngã 6/6 thì đi qua đó. Anh ủa chú ba thì tới Cà Mau mà. Chưa tới Cà Mau. Ờ có phà. Tới cái phà 6/6 đó. Biết rồi. Vậy không? Ngay cái ngay bến mà đò 6/6 là kêu bằng bến đò nhưng mà là nó lớn lắm mà. Qua bển rồi. Nhỏ là chạy được mà. Qua bển là chạy làm sao? Qua à, chạy lên hơn xuống. Tôi qua cà keo cà gì vừa, bằng, vừa, qua đường qua sao qua bến đò là chạy cặp mé sông là phải là, gì? Ủa, em mới nói không cho chú rồi. Giờ nói chậm. Chạy cặp mé sông là rồi ok rồi bữa nào lên bây giờ tranh thủ bữa nào sắp xếp lên trên bữa chú quẹo mặt được nói là Minh Hiếu hơn không uống nghe tại Minh Hiếu có nhiệt tình với anh là đồng hành cùng với nhau nên nó phải nhậu tới bến mày này tới bờ luôn mày. Bảy bến rồi. Đó. Giờ dọn dẹp cái là anh em nghỉ nè. Chỉ còn ba người thôi. Nói chung là nhậu anh em thì hồi nãy em muốn quay vô nhà xem nó rất là đông luôn, nhưng mà mỗi người có mỗi công việc riêng khác nhau nên không có thể nào mà ngồi tới tàn cuộc được. Nãy em cũng say cái nhà, cũng như là chủ nhà mình phải cố gắng và gượng sao mà cho tỉnh cho mấy người anh em khách mời có biết đường người ta còn chơi với mình nữa. Nhưng mà mình xe trước thì anh em ta về trước chân này. Và đây là cái công đoạn cuối cùng của mấy em khi ăn nhậu nè. Nhậu xong rồi mình rửa chén luôn nha. Mò như thế nha, gặp mò từ đầu nữa. Mà tới chung là nói chung là đảm đang của mấy anh em trai dân miền Tây luôn nha. Lắm. Mấy em gái nào mà chưa có người yêu thì liên hệ vô qua số điện thoại của Minh Hiếu là mấy? Minh Hiếu chưa có số điện thoại. À dạ, Minh Hiếu chưa có số điện thoại nha. Có gì cả nhà cứ bình luận ở bên dưới. Minh Hiếu giỏi là khen được rồi. Thấy Minh Hiếu giỏi thì khen nha. Trong bình luận là khen là Minh Hiếu vui rồi chứ. Nhậu xong làm mồi cho nên em nhậu xong rồi mình rửa chén luôn nè.
đôi khi trong cái bình luận là bình luận các bạn khen Minh Hiếu ha, rất là hưởng mộ vui lắm rồi. Tại nói thôi chứ Minh Hiếu đừng có la Minh Hiếu thôi, nếu mà cái gì nói Minh Hiếu thì sửa lại. Đúng rồi, chứ Minh Hiếu rất là người hiền hậu, tại vì tên Hiếu phải Hiếu Thảo rồi, Hiếu hiền hậu. Như hát không à, nói chung thì mình làm mồi được, mình ăn được, mình phải rửa chén được, chứ mình không để cho nhà Hoàng Anh rửa, nếu Hoàng Anh để đủ Hoàng Anh cũng rửa, hay còn phải là ổng rửa hay là bả rửa. Mình nhậu một mình bạn bè vậy mới là chi kỹ được. Đúng rồi, mà giờ biết rửa không trời, biết đừng rửa không trời, hết nước rồi nè. Có nước rồi nè. Chung thì ở đây thì cái đường nước nó cũng khó khăn lắm các bạn ơi, chứ không như ở chợ đợi đứa xíu rửa cho sạch sẽ. Bạn đừng nói trời ơi, thấy gì chứ rửa nghe không sạch nha, rất là thơm, có sản phẩm của Sim Lai phải không? Sim Lai đó, có này mình tẩy là ok, là sạch sẽ tất cả mọi thứ. Giống quảng cáo gì vậy? Giống quảng cáo gì? Quảng cáo vậy mình phải đưa chén sạch nhờ cái này. Còn với quảng cáo thì gặp cái này mình đưa lên quảng cáo, gặp mình thì là phải tuyển chọn mình thêm nữa. Thôi thì các bạn thấy rồi đó, chứ chẳng lẽ giờ các bạn muốn cùng mình rửa chén chung không? Rồi quay luôn trực tiếp chứ không phải giả tạo đâu nghe, thiệt đó à. Quay thiệt á chứ giả tạo đâu à. Giả tạo đâu à. Tại nhà em giờ cũng không còn ai chứ. Nhậu xe xong rồi chỉ còn mình Hiếu ở lại thôi, em với mình Hiếu rửa thôi, biết ai rửa giờ. Bởi vậy chứ không phải là nói với bộ mà giả tạo. Nhà còn ai hết trơn, chứ mà còn mẹ với em gái thì còn rửa chén nào được, không có mẹ với em gái em thì chắc lẽ là em cứ mình lên em ở nhà em phải rửa rồi. Thôi em xin chào ở nhà luôn nha.